trình. Lập trình xong rồi ra bán kem trộn thôi đúng không? Có. Đi xa. Chơi với mấy nhóc nhỏ. Nhóc nhỏ là nhóc nhỏ xóm mà. Bữa tao nhớ mày về nhà mày gọi điện cho tao mày đi mày chơi chọc chó ở xóm mà. Chó đó chó tôi mà. Chó mày à? Rồi xong sao? Bữa tao về nhà mày tao thành ra nhớ xung quanh nhà mày đâu có gì chơi đâu tao. Nhà tôi có một cái nhà nó vô cá. Sao mày xin bố mày 50 mà cuối cùng mày luộc ông 100 đô. Mẹ tôi luộc rồi. Mày xin luộc với mẹ mày hả? Ngồi lên đây đi. Không ai thấy mày hết. Đâu. Đi, ngồi đây. Hôm qua đó, sau cái livestream đó, người ta phát hiện ra mày có rất là nhiều những năng khiếu. Cụ thể là hát rất là nhiệt tình, nhưng mà cuối cùng khán giả người ta nghe không phải là vì giọng hát mà vì cái khả năng diễn xuất của mày đó. Nên là thông qua những cuộc live như vậy này, mày sẽ phát huy được rất là nhiều những cái năng khiếu của mày. Ông đọc mụn nghe nhìn mà ông ghê quá rồi. Đấy nhân mụn ghê quá. Cái này bình thường thôi. Tao thức khuya nhiều quá là mặt nó lên mụn ẩn nhiều thì mình phải đi lấy thôi. Nhìn nó hết người lắm. Rồi ta chờ đến cái ngày mà mày không được đẹp thì ta sẽ sỉ nhục. Cho mày hiểu được cái việc là bị sỉ nhục không như không chờ đấy. Chờ chừng nào tới 60 tuổi cho hết đẹp á. Thế mày nghĩ bây giờ mày đang đẹp hả? Ừ. Mày đẹp ở chỗ nào mày nói tao nghe thử coi nào. Cụ thể. Rất nhiều cho mụn nó nổi đã nặng. Ta nhớ là cách đây không lâu mày thức khuya nhiều quá mặt mày lên đầy mụn. Mà tao bên cạnh mày tao không bao giờ tao nhìn vào cái nốt mụn đó để mà tao nói mi sao hôm nay mặt mụn xấu thế này kia, mà tao luôn khen mày. Nên là mày phải học cái tính cách là phải biết khen ngợi người khác, đúng không? Để đợi có ngày đi tao chân mày nhìn chân mày với chân tao xem coi chân ai đẹp hơn. Chân mày thẹo đầy ghẻ nữa, đen thui, chân tao này thấy không, nột nà hơn chân mình. Nhưng mà chân ông vẫn ký không có đau. Cái gì đâu? Chân thằng nào ký chả đâu. Mày đưa tao ký mày cho. Tao cho mày ký hai cái, tao ký mày một cái ok không? Lúc đó mày đi bó bột luôn á. Mày chứ khô chân bột nè. Ê! Mẹ mày có mất đợt bà lột da mày. Mày bà mày còn mất nhất. Tao không ký mày mất dậy luôn. Hay mà. Hay rồi. Màu. Màu hào mà hả? Màu hào à, màu trắng rồi. Hai mẹ em nắm tự đưa chân lên chứ bộ. Tao đưa ra cho mày thí cái mắt rồi mà nhìn. Tao đưa mày hướng này mà. Cái bà nội ra. Không, ông đưa vậy nè. Ông đưa vậy nè. Ông đưa vậy đó. Bà nội mày mất nét trên cái con này. Tao đưa ra cái hướng cửa sổ mà sao mày còn chui cái mắt rồi mày nhìn. Tao có, con đưa hẳn mà. Mày mê à, hai con này mắt nó mê à. Mày tôi biết rồi. Bình thường mà người ta đi công viên người ta còn mặc cái chui nữa mà. Trời. Mày được ăn hộp cơm đi, mày tập. Cậu nghĩ trên là chim. Cái đó là do mày cố tình. Mày hay có những lần mà mày còn váy không? Mà mày cũng banh ra mà tao là một thằng rất là tử tế. Tao quay đi cho khác và tao nhắc nhở mày. Mày biết xe cái đó là thằng nào? Thì mốt tôi nhắc nhở ông mốt mãi gì mà cái nhau nhớt nè. Cái này là mày cố tình cái quần tao mặc nó dài qua tới tận đầu gối như thế này. Nè nó không nghe. Ông đừng có nghĩ người tôi như vậy. Cái lỗ tôi cũng nhìn qua được chứ bộ. Chết cha, vậy là do bà Phan nào. Bà Phan nào tặng cho tôi cái quần mà nó lách to bằng cả cái găng tay như này. Đây, tất cả là do ông bà. Ông bữa tao mặc quần gách kia. Nên ông mặc cái quần gì tôi cũng biết cái đấy. Bà Phan nào bà tặng cho tôi cái quần mà lách lỗ to thế. Nè, trời đất ơi. Ừ, ông Phan nghe là ông ấy quần ông màu gì luôn. Buồn quá vậy. Con dâu như vậy. Con dâu ơi. Ê nó ơi. Con dâu ba. Không, con nhỏ hơn dôi. Con dôi nó bự lắm. Tao không ăn hết được hộp cơm của nó mình.
Mày biết là bao nhiêu bà mẹ đang ngồi giờ xem livestream rồi tối nay lại bắt đầu kiểm tra ông chồng không? Rồi ao ước về cái tầm vũ trụ. Mày này, không được quá hả? Mày lại làm cho gia đình bị đục đục bây giờ. Ăn không hết hộp cơm thì phi mạnh. Ăn quá to được để đi tối nay tao sợ sẽ có gia đình lục đục về chuyện voi và sư tử hay là chuột ngoáy lọ mỡ. Con gái kiếm được cho cha chén nước suối đi, mình chẳng cha con mình nữa.